Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dò kênh của dòng TV thế hệ mới dòng của Samsung năm 2017, model là 55MU7000, đây là model mới nhất vừa mới ra đầu tháng 3 rồi. Đấy, thứ nhất là hướng dẫn các bạn dò kênh thì các bạn phải chuyển về chế độ TV. TV thì các bạn vào cài đặt để ý biểu tượng răng cưa này. Các bạn di chuyển đến phát sóng này, di chuyển đến dò kênh tự động này. Tức là cái dòng này thì sẽ là có cái kết nối, các bạn nhìn có cái on collect này thì cổng anten nó sẽ là nằm ở trên thân của cổng này, cổng HDMI, cổng USB đó. Các bạn ấn cắm anten vào rồi thì bắt đầu ấn bắt đầu để dò kênh. Đấy là thống kênh của nó, thì có digital và analog thì các bạn sẽ chọn digital thôi, analog thì đã bỏ hết rồi. Quét đây là dòng 4K tích hợp đầu thu kiểu số DVT-2 Smart TV. Các bạn dò, các bạn để ý tín hiệu anten, cái số kênh nó sẽ phụ thuộc nhiều vào tín hiệu anten. Số kênh ít thì phải kiểm tra lại cái đường anten đã chuẩn chưa, hoặc các bạn sẽ phải để cái anten cao hơn, nếu để thấp hoặc là để bị mái tôn nó che khuất thì nó sẽ bị mất sóng và bắt được ít kênh, bắt được khoảng 40 kênh miễn phí, trong đó có 6 kênh HD, VT1, VT3, VT9. Các bạn di chuyển về TV vào dây xích kênh. Các bạn nhìn dây xích kênh hiện tại bây giờ thì để xem được các bạn phải kéo những cái kênh mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình ấy, thì đây là những kênh trong ứng dụng của Samsung rồi. Nếu mình hiện tại hệ thống như mình mà không có mạng thì các bạn dùng anten thôi, thì các bạn di chuyển bằng kênh tiêu số, cũng có thể dùng các ứng dụng như phim như FPT Play hoặc Zing. Đây là kênh VT3 HD này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xem các kênh chuyển tiêu số qua ứng dụng tích hợp sẵn trong TV. Dòng Smart TV 2017 của Samsung 55MU7000 yêu cầu là mạng, cái tốc độ mạng của gia đình mình phải cao. Các bạn để ý đây, các bạn vào một ứng dụng được đề nghị này. Cái này thì khi mà chưa kết nối mạng thì sẽ không truy cập được. Mà phải cắm mạng dây, yêu cầu cắm mạng dây thì tốc độ mạng nó sẽ nhanh hơn là mạng wifi. Hiện tại hệ thống điện máy Ecomat đang bán dòng 55MU7000 này là 32.890.000. Các bạn có thể liên hệ để có giá tốt hơn. Kết mạng thì kết nối mạng thì có hai kiểu là kết nối mạng có dây và kết nối mạng không dây. Các bạn để ý bây giờ sẽ là kết nối mạng, các bạn đã cắm dây mạng vào rồi. Đấy, thì trong cái ứng dụng FPT Play này nó rất nhiều các cái chuyên mục khác nhau giải trí. Đấy, như các bạn có xem được ngoại Anh này, xem được các kênh truyền hình tiêu số HD của truyền Việt Nam, các kênh truyền hình tiêu số của đài tiêu số VTC, các kênh khác như quốc phòng Việt Nam, truyền hình Vĩnh Long HTV. Tất cả những kênh này thì đều phải xem qua mạng internet hết, không cần có anten. Đấy, thì với TV mới ban đầu thì các bạn phải có tài khoản và đăng nhập. Cái tài khoản FPT Play này các bạn có thể sử dụng máy tính là bàn hoặc là laptop các bạn đăng ký trước, sau đó
các bạn có số điện thoại, các bạn điền số điện thoại vào. Sau khi điền số điện thoại thì nó sẽ nhắn tin kích hoạt. Đây mình sẽ đặt số của mình 09843. Đấy, sau khi ấn tiếp tục thì sẽ server của FPT Play sẽ gửi cái mã OTP về điện thoại. Đấy, thì các bạn chờ một lúc có. Sau khi có mã rồi, các bạn nhập mã OTP và gửi tiếp tục là sẽ kích hoạt thành công tài khoản và quay trở lại xem được không.